Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 2024 âm lịch. Nhân dịp sắp đến ngày lễ Đức Bổn Sư ở tại Ba Chúc, chúng tôi sẽ thành lòng kể lại mẩu chuyện lịch sử Đức Bổn Sư cho toàn thể quý vị cùng tìm hiểu và biết được thân thế của Ngài. Và trong thời gian Ngài thực hiện chương trình đạo pháp ở tại nơi Ba Chúc hiện nay, thì mẩu chuyện này do ông Dật Sĩ và Nguyễn Văn Hầu ghi chép. Kính thưa quý vị, thì năm nay là năm 2024, cũng là cái dịp sắp đến ngày thì ngày giỗ của Đức Bổn Sư, là ngày ngày kỷ niệm lễ Đức Bổn Sư là ngày 12-13, 13 là chánh, quý vị. Nhân dịp này chúng tôi sẽ kể lại. Mong rằng toàn thể quý vị theo dõi chương trình, nếu có điều chi sơ xuất, cũng mong rằng toàn thể quý vị cũng hoan hỷ, bởi vì trong sách vở chúng tôi nương theo đó mà kể lại. Thì thân thế của Đức Bổn Sư là Ngài chính danh là Ngô Lợi, lại còn có một cái tên riêng là Hữu. Bởi ngày thứ năm cho nên lúc mới ra đời cứu bệnh, người ta gọi Ngài là cậu Năm Hữu. Ngài có biệt danh về việc đi thiếp, nên người đời gọi Ngài là Năm Thiếp. Tướng Ngài nhỏ nhắn, cách đi đứng dịu dàng, tánh tình hòa quẩn, dễ dãi và hay giả dạng đàn bà. Đối với tín đồ, Ngài tùy theo lớn nhỏ mà kêu gọi bằng anh, chị hay cô bác, chứ không gọi bằng con. Ngài sinh trưởng tại gần Mộc Bài, chỗ giáp danh với biên Thùy Miên Việt, thuộc tỉnh Châu Đốc. Thân thuộc của Ngài hiện giờ tìm hỏi không thấy còn ai. Cũng như Đức Phật Thầy Tây An, Ngài tự nhiên tỏa ngộ, hiểu thấu lẽ diệu quyền, không học mà thông, mà có rất nhiều pháp thuật. Như vậy là Đức Bổn Sư cũng rất có nhiều pháp thuật đó vị. Thì Ngài cũng dùng phương tiện cứu bệnh, coi như là trị bệnh tất cả bà con trong thời đó, và cũng nhất là ở gần cái nơi Ba Chúc. Lúc mở ngày mới ra đời cứu bệnh và rời nhà ra đi trong trường hợp nào chưa tìm biết được, song có thể hiểu rõ rằng Ngài có đến Cù Lao Ba thuộc thôn Vĩnh Trường, tỉnh Châu Đốc, trong khi dân chúng vùng này đang bị nạn dịch tả hoành hành. Lúc đó là dịch tả hoành hành ở vùng đó rất là nhiều quý vị. Ngài chỉ dùng nước lã với vàng như Đức Phật Thầy Tây An để cứu độ bệnh nhân, chứ không phải không phải tốn tiền thuốc men chi hết. Thế mà bệnh nào cũng mạnh, tiếng đồn vang khắp các nơi, dân chúng theo về quy mỗi ngày một đông, không sao kể xiết. Thì Đức Bổn Sư cũng dùng cái phương pháp cứu bệnh để độ đời. Mà phương pháp cứu bệnh ấy cũng dùng nước lã với vàng như Đức Phật Thầy, chứ không có dùng thuốc, không có dùng thuốc gì hết. Ngài ở Cù Lao Ba một độ, rồi lên dùng Thất Sơn, sang núi Dài, đến núi Tượng. Đâu đâu Ngài cũng truyền dạy đạo đức và cứu bệnh giúp đời, thâu nhận tín đồ và dựng chùa thờ Phật. Như vậy là Ngài đi từ núi Dài,
đến núi Tượng có gì, nghĩa là núi dài núi Tượng, núi Tượng gần núi nước có gì, trong đó có cái núi nước gần đó nữa. Thì ngài cũng truyền dạy đạo pháp, rồi cũng trị bệnh quý vị, mà thâu nhận đệ tử rất là đông, và dựng chùa thờ thật Phật. Thì ngôi chùa hiện tại là chùa ở tại Ba Chúc quý vị, nơi Ba Chúc có hai ngôi chùa. Hiện tại là bữa nay là 11, 12, 13, tức là nơi đó có buổi lễ rất là lớn, bà con tập trung về cũng rất là đông quý vị. Lúc đó ngài rất lo cho trên, cho nên nhà cầm quyền Pháp hồi ấy sợ lắm, thường tìm cách để bắt và tiêu diệt giáo phái của ngài. Nên thưa vị, thấy ngài có cái sự mà bao nhiêu người ta do trị bệnh mà hết rồi theo ngài, rồi quy y rất là đông, nên chính quyền lúc đó là, bởi vì chúng ta bị Pháp đô hộ đó gì, thì Pháp nó rất là sợ, sợ mà mình quy tập nhiều đông quá để chống ảnh, chống Pháp đó gì, nên người Pháp rất là sợ, thường tìm cách để bắt và tiêu diệt giáo phái của ngài. Xong với cách thay hình đổi dạng của ngài khi đàn bà con gái lúc trẻ nít thơ ngây, người ta không tài nào hiểu nổi tông tích ngài ở đâu nữa. Thì có cái lúc là ngài giả thành người con gái, và lúc giả làm trẻ nít thơ ngây. Đặc biệt hơn nữa thì Đức Bổn Sư có là phá một cái yếm. Việc phá yếm này là quý vị biết là yếm là ngày xưa người Tàu có biết rằng nước Việt Nam mình sau này có nhiều nhân tài ra đời, nên đã dùng một cái phép thuật, các cái vị mà cao tay ấn ở ở Trung Hoa đến để mà yếm một tấm yếm, mà yếm tại núi nước có gì. Thì cách phá yếm này chúng tôi sẽ kể tiếp cho quý vị cùng nghe. Chẳng những ngày ở Cù Lao Ba và vào dùng núi Tượng mà thôi, ngài còn dân du truyền đạo khắp nơi. Ngài có lần xuống Lăng Linh, có cơ hội ý kiến cùng Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Trong hồi ngài có Đức Cố Quảng đang chiêu binh chống Pháp, cuộc gặp gỡ này không ngoài sự mưu tính công việc khởi nghĩa quốc phục quốc. Như vậy là có lần Đức Bổn Sư cũng gặp được Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Thì lúc này đã ngồi với nhau để mà tính cái chuyện mà để chống Pháp. Một lần nọ, ngài cùng mấy người tín đồ đi lang thang trong vùng núi nước, một hòn núi nhỏ trong vùng Thất Sơn. Quý vị, núi nước là núi rất là thấp, xung quanh là nước, nhưng mà nước lên tới đâu thì cũng núi thì cũng không có ngập. Như gì, tuy rằng thấy là thấp nhưng mà không bao giờ ngập, mà nước xung quanh thế đó nên người ta gọi là núi nước. Thì quý vị biết là chùa ở Ba Trúc đi lại núi nước cũng rất là gần, vì có dịp đến đó thì quý vị đi trở lại về núi nước và đặng quý vị giếng. Thì trong khi ngắm xem phong cảnh, ngài bỗng kêu tín đồ lại mà cho biết rằng tại đây có một cây yếm rất độc, có phương hại cho tương lai của dân tộc Việt Nam. Mấy người tín đồ ngơ ngác không biết gì, ngài mới vừa chỉ vừa bảo rằng dưới gốc ba cây đa to lớn trước mặt kia là chỗ có yếm. Thì quý vị biết là nơi núi nước, nơi đó hiện tại nó cũng có một cái đền thờ. Thì cái đền thờ đó là cái di tích ngày xưa, là nơi đó là ba gốc cây đa ở đây đó, mà Đức Bổn Sư chỉ vào ba gốc cây đa này có cái yếm ở đó cái gì. Thì hôm sau ngài dẫn đến lối 40-50 người đệ tử, giác rìu, giác búa,
có đeo theo khăn ấn để trấn áp tà ma, rồi áp vào đúng hết cả ba cây da ấy. Thì quý vị biết là thằng ngày sau thôi, thì ngài dẫn đến lối 40-50 người mang rìu mang búa, rồi đeo cái khăn đỏ, có nghĩa là khăn ấn đỏ để mà trấn áp cái gì, là có nghĩa đeo lên trên trán mình, rồi nhào vô bắt đầu đốn hết cả ba cây da. Khi hạ được rồi, ngài cho móc lên gốc rễ tận dưới đất lo sâu, thì quả nhiên có một cái yếm bằng đá, chữ khắc đá lu mờ, xong hồi ấy còn có thể nhận ra được là của bọn người khách trú. Có gì thì tương truyền là nó có một số người khách trú, là tức là những cái vị mà ở nước khác lại, ý nói là những cái người Tàu đi trú đây và đã làm những chuyện ấy. Cái yếm ấy hiện giờ không còn thấy ở đâu, xong bằng vào cái yếm để ở làng Nhân Hưng, quận Tịnh Biên mà ông Phạm Thái Trung đã lấy được, thì sự thật vẫn hiển nhiên là có. Và quý vị là hiện tại có một cái yếm ở tại mà là ông thẻ số 3. Quý vị, ông thẻ số 3 có một cái khuôn mà bằng đá, trong đó còn thờ phía sau của cái chỗ mà đại ăn đó. Quý vị nếu có dịp đến đó thì tương truyền cũng nói rằng là cái yếm là hiện tại là đang thờ ở nơi đó gì. Thì sau khi đem lên thì Đức Bổn Sư cũng cho cạo hết những cái chữ mà chỉ chừa lại một hàng thôi, rồi cái yếm giờ hiện giờ cũng vẫn còn thờ. Thì lúc này khi đã giải quyết xong cái vụ cái yếm ở tại đó thì trở về núi Tượng. Sau khi bôn ba đây đó, ngài trở về núi Tượng mở rộng chùa chiền, quy tụ dân cư và lập nên mối đạo hiếu nghĩa như chúng ta thấy còn lưu truyền đến ngày nay. Thì nơi mà Bà Trúc đó, gì là nơi đó là một cái mối đạo mà Đức Bổn Sư đã lập ra, đó là mối đạo hiếu nghĩa như chúng ta thấy còn lưu lại ở tại nơi Bà Trúc. Người ta thuật lại rằng lúc ở núi Tượng, một hôm có quân Pháp kéo đến bao vây để lùng bắt ngài cùng các tín đồ tên tuổi trong đạo. Lúc ấy ngài đang ngồi giót nang, bổn đạo rùng rùng kéo đến rất đông, báo cho ngài hay và yêu cầu ngài liệu phương để đem nhau đào nạn. Có nghĩa là nói với ngài cho ngài biết để mà cùng nhau trốn. Ngài nghe xong vẫn ngồi điềm nhiên làm việc và nói không hề chi. Một chập sau, quân Pháp tiến đến sát một bên, bắn phá rất dữ dội. Bổn đạo có nhiều người lo sợ quá, kêu khóc vang lên và xin ngài hãy chạy. Thế ngài cầm mát đứng dậy dẫn đầu, rồi bảo tín đồ hãy theo bóng ngài mà đi. Liền đó ngài và một số người đông đảo như thế kéo ra ngang mặt quân Pháp mà không bị họ thấy được. Thì quý vị biết là lúc này Đức Bổn Sư thấy quân Pháp đến gần gần rất là đông. Thì lúc này tất cả những anh em tín đồ cũng ở gần, thấy vậy mới kêu ngài để mà tìm cách lẩn trốn cái gì, để là Pháp nó gặp được nó bắt. Thì lúc này ngài đứng dậy, rồi ngài cầm cái mát đứng dậy, rồi dẫn đầu đi trước cái gì, rồi bắt mọi người đồng đạo đi theo sương ngài, đi theo thành hàng đi ra. Thì đặc biệt có một điều là khi đi ra đó là đi ngang quân mặt quân Pháp luôn cái gì mà không có bị thấy. Thì lúc này là chúng tôi được biết đó là theo lời kể là Đức Bổn Sư đã dùng phép thuật rồi, có nghĩa là làm cho mọi người Pháp không thấy được tất cả đoàn đang đi ra. Thấy quân Pháp nghi ngờ và thường đến khuấy nhiễu, ngài bèn rời núi Tượng sang qua núi Dài cùng với một số tín đồ sẵn có ở tại đây dựng lên chùa chiền và chăm lo đạo đức. Lúc này
từ núi tượng, thấy bên núi tượng mà các quân Pháp biết rồi tới đó thường làm quấy nhiễu quá, nên ngài đã với một số đồng đạo đệ tử mới sang qua núi Dài rồi mới cắt chùa. Thì lúc này là cắt chùa là chùa hiện tại ở Ba Chúc quý vị, thì lúc này mới tập trung lo tu, lo đạo đức. Thì cũng lo tu, lo làm, lo học đạo đức. Thì Đức Bổn Sư cũng truyền dạy cho Phật tử đồng đạo rất là nhiều trong các vị ở tại đó. Thì lúc này sắp đến ngày diệt độ, nên Đức Bổn Sư có một hôm ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Dậu 1990, ngài đang mạnh giỏi như thường, bỗng kêu các đệ tử lại mà cho hay rằng ngài sắp diệt độ, và dặn hễ khi thấy ngài tắt thở thì hãy cứ để xác ngài y nguyên như vậy, đừng chôn, lo tu cầu và giữ gìn cho cẩn thận, một thời gian thì ngài sẽ trở lại. Thế là nội hôm ấy ngài tịch diệt tín đồ, dâng theo lời dặn giữ xác ngài và đặt đàn tụng niệm kinh kệ luôn. Như vậy thì vào ngày 13 tháng 10 thì ngài đã nằm yên quá gì. Mà đặc biệt thì Đức Bổn Sư là dặn đệ tử là giữ nguyên, gìn giữ, lo cầu nguyện, nhưng mà không có chôn. Thì có thiết nói rằng ngài hẹn đúng 100 ngày sẽ trở lại quý vị, có thiết tương truyền như vậy. Biết thầy đã liễu ngộ và có hẹn ngày trở lại, thấy anh em đồng đạo ở núi Dài có cái diễm phúc hơn là người giữ xác, được giữ xác của thầy, các ông trò ở núi tượng bèn đặt, sắp đặt mưu lược, đang đêm kéo đến dây núi Dài áp vào đánh đuổi những người giữ xác Đức Bổn Sư, rồi cổng ngài đem thẳng về núi tượng. Thì kính thưa quý vị, lúc mà các vị mà đệ tử của Đức Bổn Sư ở núi Dài đó đang gìn giữ xác của thầy, bởi vì thầy hẹn một ngày nào đó thầy sẽ trở lại, thì các vị mà bổn đạo ở phía bên núi tượng á thì nói rằng là các vị bên đây sao mà có diễm phúc quá, được giữ xác của thầy. Thành ra các ông mới tính kế là mưu lược là đang nửa đêm vậy đó, đến dây núi Dài áp vào đánh đuổi những người giữ xác của gì Đức Bổn Sư, rồi cổng ngài đem thẳng về núi tượng. Thì áp sát vô rồi tự đuổi các người giữ xác ra, rồi cổng Đức Bổn Sư về núi tượng để mà gìn giữ, chứ không có gì, đem về núi tượng để gìn giữ tiếp, bởi vì cũng là thầy của mình. Tại núi tượng, các ông trò lúc đầu giữ gìn phần xác của Đức Bổn Sư rất cẩn thận. Họ để ngài trong mùng nhiễu xanh phía sau bàn chánh trong chùa, rồi ngày đêm canh gác và tụng niệm không ngớt. Xong chỉ được vài tháng như vậy, họ bắt đầu chênh trang dần, sự giữ gìn không được kỹ lưỡng nữa. Vì thế mà phần xác thịt của ngài bị chuột vào cắn mất một lóng tay. Thì lúc này các vị giữ xác lúc đầu thì kỹ lưỡng, lúc sau thì cũng quá dài, đường quá dài, vài tháng sau thì hơi mệt mỏi nên đã bị chuột nó vô không hay mà cắn mất một ngón tay của Đức Bổn Sư, một lóng tay. Quý vị thì chúng tôi cũng tạm nói cho quý vị biết là cái danh từ này ông trò đi. Thì ông trò là các đệ tử của Đức Bổn Sư, thường thường dùng từ ông trò đó quý vị. Trong các bổn đạo thì ở đó thường thường kêu bằng ông trò với nhau. Thì ông trò tức là các đệ tử đó quý vị. Danh từ này trong đạo Hiếu Nghĩa đã thông dụng, thường thông dụng là xài cái từ là ông trò. Thường thường gọi nhau là ông trò này và ông trò kia.
Có người nói là Đức Bổn Sư Tiên Tri sẽ có sự cố xảy ra giữa khối tín đồ của Ngài sau khi Ngài tịch diệt, cho nên Ngài đã sai ông trò lớn, người cầm đầu ở núi Dài, Võ Văn Nghệ đi xa để tránh sự cố đẫm máu trong lúc tín đồ ở núi Tượng kéo qua sang núi Dài cướp xác Ngài. Thì cái sự việc mà cướp xác các tín đồ mà ở trên núi Tượng mà đi qua để mà giành cái xác đó vậy, thì Đức Bổn Sư cũng có biết trước, nên Ngài đã nói với một cái vị đệ tử mà lớn nhất ở núi Dài đó, tại vì người đó rất là giỏi võ rất là hay, nên kêu cái người đó vắng mặt trong lúc đó, sợ rằng có mặt thì khi mà lúc mà đối đầu với nhau thì sẽ có cái sự mà xô xát. À, kính thưa quý vị, thì một hôm các ông trò xúm nhau vào thăm, thấy thế họ lấy làm lo sợ tội lỗi với thầy, nên bàn nhau đóng một cái rương, xong họ thỉnh xác ngài đem về để kính trong đó, thì sau khi sự cố mà Đức Bổn Sư bị chuột vào cắn mất một ngón tay, nên các ông trò mới bàn với nhau là đóng một cái rương xong chắc chắn rồi, để có phần xác của Đức Bổn Sư vào đó để mà gìn giữ tốt hơn, không để cho những cái con vật ở bên ngoài nó đến gần được. Sự tranh giành phần xác của Đức Bổn Sư do nhóm tín đồ chia rẽ nhau lâu ngày đã làm lọt đến tay vua quân Pháp ở Định Biên. Họ kéo vào núi Tượng bao dây, quyết quan này tìm cho được ngài, mặc dầu họ đã biết là xác chết. Hôm ấy nhằm lúc chỉ còn một số ít tín đồ ở giữ lại chùa, thình lình nghe có quân Pháp đến, họ hãi kinh, không biết làm cách nào để giấu cho kịp xác của thầy và để cho sự tự mình trốn tránh. Bỗng từ ngoài có một mảnh hổ rất to nhảy ra ào học lên mấy tiếng vang cả rừng núi, rồi đến giở rương cõng xác Đức Bổn Sư chạy mất. Thì quý vị biết là trong mẫu chuyện đó là trong lúc này á, thì quân Pháp đã tiến vào, thình lình đã tiến vào gần đến cái nơi mà chùa mà có xác của Đức Bổn Sư. Thì khi đến nơi á, thì các vị giữ xác này không có thể nào mà kịp mà ôm cái xác của thầy để giấu, mà chính mình mà còn không tránh kịp nữa gì, không chống kịp nữa. Thì lúc này bỗng nhiên có một mảnh hổ rất là lớn và nhảy vào la la lên mà kêu bằng âm thanh nó vang dội cả núi rừng của gì, thì đến mở rương ra, tự động mở rương ra và sóc Đức Bổn Sư lên lưng và cõng xác Đức Bổn Sư chạy mất luôn. Thì từ ấy về sau và mãi mãi cho đến ngày nay không có ai nghe thấy được Đức Bổn Sư ở đâu nữa. Nếu có ai tò mò đến hỏi thăm các ông gánh là những người hiện giữ đạo hiếu nghĩa sau lớp ông trò về đoạn này, thì họ hạ giọng xuống lắc đầu mà nói rằng chuyện ấy không thể nói được. Có người hỏi thì sự kiện mà Đức Bổn Sư đi đâu đó quý vị, từ đâu mà mất đó, thì các vị này thường thường lắc đầu không có trả lời. Thì ngài kể lại cho đời ngài để lại cho đời một quyển đồ thư, trong ấy có chép chuyện biến thiên của đất nước, và tại Tam Bửu Tự ở làng An Định, quận Tịnh Biên còn chạm vào một bài thi của ngài, xin phép y nguyên văn vào đây để làm dấu tích. Thì có một bài thi, mà bài thi này là ở trên vào cái cột có gì, vào cột có một bài thi, thì ở đây thì chúng tôi thấy là cái chữ tàu là chữ Hán không gì, nhưng mà được dịch ra rồi, nên chúng tôi xin thành lòng đọc cho quý vị nghe trước khi mà chấm dứt cái mẫu chuyện này. Thất minh thất ám lưỡng hề nghi, phương thốn thường tồn bất khả thi, mạc di thiên cao thần thánh diễn.
yêu tu tiên quý tự gia trì. Bồ đề niệm niệm vĩnh vô khổ, đắc pháp thành thân phước phóng thì, giải thoát mê trần cam lộ xoáy, ma ha bát nhã mặc tâm trì. Quý vị, thì trong câu văn cũng phải nói là ẩn ý rất là nhiều, mà chúng tôi thì cũng không có khả năng để mà dịch giải. Một bài thơ rất đặc biệt. Thì xuyên qua mỗi chuyện trên thì quý vị thấy là Đức Bổn Sư cũng là một vị thánh nhân rất đặc biệt, mà cũng được biết là Đức Bổn Sư cũng là một vị cùng chung một vị, đó là Đức Phật Thầy Tây An tái sanh. Hiểu quý vị ha? Đức Phật Thầy Tây An tái sanh sau Đức Phật Trùm, sau Đức Phật Trùm. Thì vì lòng từ bi bác ái nên Đức Phật Thầy đã ra đời nhiều lần để mà xuống trần dạy dỗ chúng sanh, cũng bằng ba phương pháp. Thứ nhất là trị bệnh cứu đời, thứ hai là thuyết pháp để cứu đời, thứ ba là viết xong kinh lợi giúp cho chúng sanh học hiểu để cứu đời. Quý vị, thì nhân dịp hôm nay 11 chỉ là còn 2 ngày nữa, là chỉ còn 1 ngày nữa thôi là đến ngày kỷ niệm ngày mà Đức Bổn Sư tịch diệt, là tức là ngày 13 tháng 10 là ngày 1 quý vị đã tới rồi. Thì mong rằng toàn thể quý vị cũng tin tưởng rằng đây là một vị Phật tái sanh để rồi trở về thế gian để cứu độ tất cả chúng sanh. Quý vị nếu có dịp hãy đến Ba Trúc, nơi đó là cái nơi nguồn gốc đạo Tứ Ăn Hiếu Nghĩa, đến đó để quý vị tham dự chương trình. Đặc biệt là quý vị đến lễ thì quý vị nhớ là chuẩn bị chỉ tiền xe thôi, còn về ăn uống thì tất cả những thực phẩm được các tín đồ ở đó chiêu đãi miễn phí rất là nhiều. Đến đó quý vị cứ việc dùng tự nhiên, không tốn tiền. Theo quý vị, giờ đây thì chúng tôi cũng xin tạm dừng chương trình. Và lời nói cuối cùng, kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành, những công việc quý vị được thông thanh, hanh thông. Và quý vị sẽ được sự chở che của Đức Phật, Quay Linh Đức Thầy. Mong rằng toàn thể quý vị cố gắng làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết sửa tấm lòng cho trong sạch. Và quý vị luôn niệm Phật, quý vị chuyên niệm Phật thì quý vị sẽ được Phật A Di Đà sẽ giúp thọ và gia hộ cho quý vị trong cuộc sống được bình an. Thứ hai, quý vị được giữ tâm thanh tịnh thì trí huệ phát khai, đường đi nước bước quý vị sẽ tương lai sẽ tốt và đẹp hơn, không còn sai lầm. Thì quý vị, nếu con đường chúng ta không bị sai lầm thì tất nhiên phước đức công đức chúng ta sẽ dồi dào tốt đẹp. Mong rằng toàn thể quý vị cố gắng thực hiện. Giờ đây chúng tôi xin tạm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.